5 năm, tỷ lệ hút thuốc lá điện tử ở cả nam và nữ tại Việt Nam tăng 18 lần. Phó giáo sư tiến sĩ Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Giám đốc Quỹ phòng chống tác hại của thuốc lá Bộ Y tế cho biết, giới trẻ Việt Nam đã có những nhận thức tốt hơn về tác hại của thuốc lá và thay đổi hành vi, tích cực tham gia hoạt động phòng chống tác hại của thuốc lá. Tỷ lệ sử dụng thuốc lá trong thanh thiếu niên từ 13 đến 15 tuổi giảm từ 2,5% năm 2014 xuống 1,9% năm 2022, ông Khuê cho biết. Tuy vậy, những năm gần đây, xuất hiện nhiều sản phẩm được gọi là thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng. Tỷ lệ hút thuốc lá điện tử năm 2020 ở cả nam và nữ tăng 18 lần so với năm 2015, từ 0,2% lên 3,6%. Đặc biệt, xu hướng sử dụng thuốc lá điện tử tập trung cao ở nhóm tuổi từ 15 đến 24. Trong khi đó, điều tra tình hình sử dụng thuốc lá trong học sinh năm 2022 cho thấy tỷ lệ sử dụng thuốc lá điện tử ở học sinh độ tuổi từ 13 đến 15 là 3,5%. Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn, các sản phẩm như thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng hay shisha hiện nay chưa được cấp phép nhập khẩu, kinh doanh và lưu hành tại thị trường trong nước. Tuy nhiên, việc mua bán quảng cáo đang diễn ra phổ biến, đặc biệt trên môi trường mạng Internet. Theo các chuyên gia, sử dụng thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng có thể gây tổn thương phổi, tim và não, đặc biệt là ở những người trẻ tuổi. Sử dụng thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng nhanh chóng gây nghiện nicotine và khó cai nghiện.